Thưa quý vị, tuy dịch COVID-19 có dấu hiệu lắng xuống tại nước ta, song trên thế giới, đại dịch này vẫn vô cùng phức tạp và căng thẳng. Chỉ trong 8 ngày qua, số người tử vong do COVID-19 trên toàn cầu từ mốc 100.000 đã tăng vượt mốc 150.000. Số ca nhiễm cũng đã lên tới hơn 2,2 triệu người. Khoảng 4,5 tỷ người trên thế giới đang phải cách ly phòng dịch ở nhà. Nhiều bằng chứng cũng đã cho thấy hiệu quả thành công của giãn cách xã hội trong việc làm chậm lại tốc độ lây lan của đại dịch này. Cho tới nay, nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số người tử vong vì COVID-19 với hơn 37.000 ca. Italia đứng sau với 22.000 ca và thứ ba là Tây Ban Nha với 20.000 ca. Mỹ cũng là nước có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất với hơn 700.000 ca, chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm toàn cầu. 42 bang của Mỹ đã áp biện pháp cách ly xã hội, khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, đảo lộn cuộc sống và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Hiện một số bang của Mỹ đang lên kế hoạch nới lỏng những hạn chế để mở cửa lại nền kinh tế. Trong đó, Texas là bang đầu tiên của Mỹ công bố kế hoạch mở cửa trở lại vào tuần tới, với việc mở cửa trước hết là các công viên. Tại châu Âu, các quốc gia như Tây Ban Nha, Italia và Pháp hôm qua ngày 17 tháng 4 đều ghi nhận số ca mắc mới giảm. Đáng chú ý, Pháp hôm qua chỉ có thêm 2.000 ca mắc mới, giảm tới hơn 10.000 ca so với một ngày trước đó. Các ca bệnh nặng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 9 ngày liên tiếp. Điều này cho thấy hiệu quả của biện pháp phong tỏa tại đây. Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 3 năm 2020, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 48 giờ liên tiếp. Như vậy là tính cho đến đầu giờ chiều nay, thì nước ta ghi nhận 268 ca mắc COVID-19, trong đó 198 bệnh nhân đã khỏi bệnh và chỉ còn 70 ca đang điều trị, chiếm 20%. Tín hiệu tích cực là trong số 70 ca đang điều trị thì 4 ca đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính và 13 ca có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19. Mặc dù việc kiểm soát dịch COVID-19 đã có những kết quả khả quan, nhưng các địa phương vẫn không lơ là trong công tác phòng chống dịch. Ngoài các địa phương có nguy cơ cao và có nguy cơ vẫn phải thực hiện cách ly xã hội, thì nhiều địa phương có nguy cơ thấp vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Đến nay, mới có 3 tỉnh chính thức công bố thời gian đi học lại trong tháng 4 này. Đó là Cà Mau cho học sinh khối 9 và khối 12 trở lại trường vào ngày 20 tháng 4. Tỉnh Vĩnh Long cho học sinh cuối cấp đi học lại vào ngày 27 tháng 4. Thái Bình cho học sinh trung học phổ thông quay trở lại vào ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, phải sắp xếp lịch học xen kẽ và học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn trước khi vào lớp. Thưa quý vị, từ lâu thì ngôi làng chùa hay còn gọi là làng Hoàng Dương ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã có truyền thống làm thơ, lấy thơ để truyền đức. Trong khi cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì người làng chùa cũng nhanh nhạy tuyên truyền phòng chống dịch hiệu quả bằng chính những vần thơ dễ nhớ, dễ nghe và dễ thuộc. Và khi thơ ca thành vũ khí chống dịch bệnh COVID-19 thì đã đem đến sức lan tỏa, tinh thần cổ vũ với người dân làng chùa trong việc nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Trong dịp này tôi viết một vài câu thơ, tôi xin phép được đọc. Chỉ là một chiếc khẩu trang, nặng đâu bà lại chẳng mang theo mình. Bà ơi, virus vô hình, không may nhiễm phải, khổ mình, khổ ta. Nghe xong, bà vội cười xòa, chót quên, ông nhắc, mai là không quên. Mong cho xóm dưới làng trên, có đình, có đám, chớ lên coi thường. Khẩu trang bé nhỏ thân thương, ai coi thường nó, tai ương có ngày. Đối với ở một cái vùng quê thì hầu như người dân thì cũng chưa hiểu lắm và người ta rất chủ quan. Kể cả bà vợ của tôi, khi đi giao tiếp vào trong chợ búa này khác đều không mang khẩu trang. Cho nên là tôi viết cái bài chiếc khẩu trang này. Ngôn từ mộc mạc gần gũi, vần thơ dễ nhớ dễ thuộc như một lời nhắc nhở mỗi người dân làng chùa không được phép chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Kể từ sau Tết, Hội thơ làng chùa đã phát động các thành viên sáng tác thơ phòng chống COVID-19. Những bài thơ tuyên truyền với nội dung thường xuyên rửa tay, với lời thơ gần gũi, đi vào lòng người, được các thành viên trong hội chú trọng. Những bài thơ của người làng chùa viết ra về chống dịch thì chúng tôi sẽ cho đọc trên loa đài truyền thanh vào tối thứ năm hàng tuần và
phát đi phát lại để rồi bà con nghe được những cái công việc mình cần phải làm gì trong một ngày. Khi mà mình ra đường thì mình cần phải nhớ đeo khẩu trang, hoặc khi về nhà mình cần phải rửa tay bằng sát khuẩn. Những bài thơ sau khi sáng tác được hội thơ bình phẩm và góp ý sẽ được phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã để lan tỏa những vần thơ giản dị, dễ hiểu đến với người dân. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, tinh thần thơ ca của người làng chùa chưa bao giờ bị đứt quãng. Ngay cả với em nhỏ này, việc sáng tác thơ trong ngày nghỉ học vì dịch bệnh cũng chứa đựng tinh thần lạc quan của người làng chùa trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19. Đất nước này muôn người như một, giặc dịch nào cũng phải lùi xa. Ngày mai đây khi giặc dịch tan rồi, cô lại đón chúng mình trên lớp, nụ cười tươi đẹp bao khuôn mặt. Bài học nào dẫn em tới niềm tin?